Ninh Thành Lợi, đây là xã Ninh Thành Lợi A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, vào cuối thế kỷ 19 còn là dùng đất quang sơ. Cả ba tộc người Kinh, Khmer, Qua cùng về đây khai quang và sinh sống. Trong đó có gia đình ông Trần Kim Túc từ Sóc Trăng đến nơi đây lập nghiệp vào năm 1919. Do có uy tín với làng xã, nên ông được bầu làm hương chủ trong ban hội tề Ninh Thành Lợi, dân gian quen gọi là chủ trọt. Sự kiện nổi dậy của nông dân Ninh Thành Lợi bắt nguồn từ việc một địa chủ người Pháp tên Bauvin Edau đã lợi dụng sơ hở của nông dân, không biết cách làm thủ tục hợp thức quá đất đai của mình. Hắn đã tiến hành thủ đoạn xin khẩn đất, sau đó dàn cảnh mua lại những biên lai xin khẩn đất đó. Người nông dân bỗng dưng mất đất, trở thành người làm thuê trên chính mảnh đất mà mình đã đổ mồ hôi, nước mắt, dày công khai phá. Lúc ấy, hương chủ Trần Kim Túc đứng ra trận động bà con, đứng lên đấu tranh đòi trả đất. Ban đầu là làm đơn khởi kiện đến thống đốc Nam Kỳ, sau đó bọn thực dân đã chung kế tiếp tục chiếm đất của nông dân thêm lần nữa. Thấy thực hiện không còn hiệu quả, ông Trần Kim Túc phải dùng đến phương thức tập hợp lực lượng nông dân nổi dậy vũ trang chống bọn cướp đất, thực dân Pháp và bọn tay sai. Hình thức đấu tranh của chủ trọt là đi khắp nơi tập hợp nghĩa quân, tập luyện võ nghệ, rèn vũ khí. Nghĩa quân đã dùng nhiều hình thức để đấu tranh trực diện với kẻ thù. Tuy nhiên, do nghĩa quân chỉ có vũ khí thô sơ, trong khi đối phương thì trang bị đầy đủ súng móng, đạn dược, với sự quy động lực lượng của cả hai tỉnh Rạch Giá và Cần Thơ. Cuộc đối dậy của nông dân Ninh Thành Lợi cuối cùng thất bại. Phía nghĩa quân tử trận 20 người, số còn lại bị thương và bị bắt. Những nghĩa quân tử trận sau đó được hai nông dân Trần Năm và Quỳnh Văn Nghiễu đem chôn chung trong một ngôi mộ giữa đồng, không có hầm gương tẩn liệm. Nơi chung cất 20 nghĩa quân tử trận được chọn làm di tích lịch sử chăn quá. Di tích này cách trung tâm xã Ninh Thành Lợi A, quyền Học Chân về hướng Tây Nam khoảng 10 km. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại khu di tích chủ trọt xã Ninh Thạnh Lại A, nơi ghi dấu cuộc nổi dậy của người nông dân huyện Hồng Dân. Đây cũng là một trong ba cuộc nổi dậy tiêu biểu của người nông dân Bạc Liêu, làm chấn động Đông Dương và toàn nước Pháp, khiến thực dân Pháp phải có những thay đổi về chính sách đất đai đối với nông dân Việt Nam. Đây cũng là tiền đề khởi nguồn để sau khi có đảng lãnh đạo, nông dân tỉnh Bạc Liêu tiếp tục là những người chiến sĩ bền bỉ đấu tranh vì nền độc lập dân tộc. Khu di tích chủ trọt được Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2006. Đây cũng là một trong những địa chỉ đỏ tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, sự kính trọng và tri ân đối với thế hệ ông cha nơi ghi nhận những đóng góp tiêu biểu của nông dân bạc liêu trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước giữ dự nước của dân tộc